Thằng mà food reviewer em đéo bao giờ em biết dùng đũa hoặc em rất là ghét dùng đũa, thì cái điều đấy nó cũng là một cái điều mà người ta nhớ khi mà tất cả mọi reviewer đều đi ăn bằng đũa, bằng thìa, bằng bát, thì một mình em chỉ là một cái thằng mà hoặc là em chỉ đi bốc tay, food reviewer bốc tay, thì đấy nó là điểm đặc biệt. Làm sao để tìm được điểm riêng, điểm cá tính, làm được nổi bật được tính cách cá nhân? Câu này hay đấy. Làm sao để tìm được điểm riêng á? Anh lấy ví dụ nhé. Anh là một thằng ham chơi. Anh đang ngồi stream, hoặc là nếu mà anh không ăn stream ấy, không nào không bận đấy, thì anh sẽ đi chơi đêm, đúng không? Thì vấn đề ở đây ấy, là anh không ngại cái việc mà anh đi chơi đêm. Anh cũng không hẳn là anh tự tin hay anh tự hào gì cả, nhưng mà cái việc là ví dụ anh đi chơi đêm, anh công bố với cả người ta ở trên mạng xã hội ấy, thì người ta cũng biết là thằng này là một thằng mẹ mày cũng làm mà kiểu như là cũng ham chơi, đúng không? Cũng kiểu như là mải mê đi chơi các thứ, thì như thế là người ta ấn tượng về mình. Cái ấn tượng của người ta về mình ấy, đấy là cái người mà mình, thì là mình là cái thằng ham chơi. Thì cũng tương tự là nếu như em truyền thông cho người ta về cái gì ấy, thì người ta sẽ ấn tượng về cái đấy, đúng không? Em đôi khi là em truyền thông về cái việc em béo vãi đái ra, em nhưng mà em tự hào là về em béo. Hoặc nếu như mà em mà nói là em nào gọi là một food reviewer, đúng không, mà em lại là một cái thằng mà food reviewer, em đéo bao giờ em biết dùng đũa hoặc em rất là ghét dùng đũa, thì cái điều đấy nó cũng là một cái điều mà người ta nhớ khi mà tất cả mọi reviewer đều đi ăn bằng đũa, bằng thìa, bằng bát, thì một mình em chỉ là một cái thằng mà hoặc là em chỉ đi bốc tay, food reviewer bốc tay, thì đấy nó là điểm đặc biệt. Nhưng mà tuy nhiên nhé, cái điều đấy nó phải là xuất phát từ bản thân của mình, không phải là điều mà mình tự đóng giả. Ví dụ em rất thích ăn cơm bằng đũa, nhưng mà em lại không thích quay ở trên TikTok em ăn bằng đũa, mà em lại thích là kiểu như là em cố tình em ăn bằng thìa để cho người ta đặc biệt cơ, thì cái đấy là em đang đóng giả. Một ngày mà em đi ăn mà em phải gồng lên, em quên mất em không phải dùng đũa, thì nó rất là mệt với cả em đấy. Em béo vãi lồn, em tự tin về em béo đấy, đúng rồi. Cái đấy là cái mà anh em cần phải xem. Ví dụ nhá, không phải là mình phải đưa ra những cái thói xấu của mình ấy, mà là cái điều mà mình tự hào nếu như mình cảm thấy điều đấy mình thoải mái. Ví dụ anh tự hào là anh ham chơi, anh tự hào là anh trẻ con, anh sẵn sàng là anh quảng cáo cái điều đấy. Còn nếu như mà người ta bảo là mày béo, nhưng mà mày bảo ủa anh nói như thế xúc phạm, mai phạm em, thì tất nhiên đừng truyền thông cái việc đấy, thì hãy giảm cân đi nhá, để cho người ta được gọi mình là thằng gầy. Câu tiếp theo.